Tối ngày 11 tháng 4, tức ngày 3 tháng 3 âm lịch, khoa hồi sức tích cực và khoa thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đã phối hợp nội soi phế quản cấp cứu thành công ca bệnh sặc bánh trôi gây ngừng tuần hoàn ngoại biên. Được biết, nam bệnh nhân 59 tuổi ở huyện Kim Động đang ăn bánh trôi cùng gia đình thì có biểu hiện nghẹn, sặc, tím tái, co giật. Bệnh nhân được chỉ định chụp CT cắt lớp, khảo sát khí phế quản. Kết quả cho thấy lồng ngực nhiều dị vật ở gốc phế quản, đặc biệt là gốc phế quản phải. Kiếp trực lập tức tiến hành thủ thuật nội soi phế quản cho bệnh nhân. Sau hơn một giờ nỗ lực, tất cả các dị vật như bánh trôi, hạt vừng đã được hút ra và khí quản được bơm rửa sạch sẽ, đảm bảo tối đa thông khí cho bệnh nhân, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn nặng hơn. Hiện bệnh nhân có chỉ số sinh tồn mạch huyết áp, bão hòa oxy ổn định và được tiếp tục điều trị tích cực theo phác đồ với mục tiêu thời gian ngừng tuần hoàn ngắn và não tổn thương do thiếu oxy được phục hồi tối đa.